che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mênh mông nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước phố, áo nhà bình thường linh lĩnh thương quê, vì đời mà đi. Trận địa thì loang máu tươi, đồng tháp vắng bông hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bướm bâng khuâng của vạn OK, cũng dành thời gian để test nhanh và gửi tới các bác bộ sản phẩm PMX9 mới về hàng tại Thanh Tâm Audio để các bác có thể cập nhật được những cái sản phẩm mới nhất. Và tất cả những cái sản phẩm trước đây thì chắc chắn là em đã bàn giao cho khách rồi, vì thế nên những cái bộ dàn về hàng mới thì em sẽ ưu tiên luôn gửi tới clip để các bác có thể hình dung trực quan. Đặc biệt nhất là cái hình thức của thiết bị. Pana PMX9 ngày hôm nay về hàng em đánh giá khoảng 97%, khiển zin rất là đẹp, rất đẹp các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy đầu máy này, nhôm phay bạc rất đẹp phía trên này, đó, mặt lưng này, rồi cái thông tin mặt trước nữa, không có xước sát và cấn cạnh quá nhiều, khiển zin đi kèm này, rồi chúng ta sẽ có thêm một cái cặp loa PMX9 bóng piano rất là đẹp, ba đường tiếng, không có xước giằm quá nhiều cũng như cấn cạnh. Đó, các bác có thể nhìn thấy này. Nói chung đây là một cặp loa Panasonic PMX9 được xếp trong cái danh sách những cái sản phẩm là loa đẹp, loa thậm chí còn đẹp hơn những cặp mà có thùng về. Đó. PMX9 thì công suất là 60W trở kháng 4 ohm, tương thích với hệ thống Ampli. Và Ampli của PMX9 sẽ khác với PMX100, đó là nó không có cái cổng từ máy tính sang. Tuy nhiên, chúng ta đã được bù lại bởi một cái cổng đốc iPhone ở trên mặt lưng máy như này đây. Tương thích với iPhone thế hệ mới nhất các bác nhé, tương thích với iPhone Lightning. Đó, đây là một trong những cái bộ dàn duy nhất mà có cái cổng tương thích với iPhone, đến từ thị trường Nhật và Thanh Tâm Audio có trải nghiệm. Và cái công nghệ ở trên PMX của Panasonic ấy, họ sử dụng cái công nghệ D-Bass cho cái tiếng trầm rất là khỏe, và có cả cái tính năng tinh chỉnh bass check ở trên mặt máy nữa, để các bác có thể nghe được tất cả các thể loại nhạc khác nhau. Và bộ Panasonic PMX9 ngày hôm nay của bên em thì mức giá vẫn như thế thôi, đang sale off là 8,5 triệu. Và cái không gian chơi nhạc của PMX9 nó sẽ chiến cho các bác khoảng không gian khoảng 35m² trở lại. Đặc biệt là các bác chơi đa thể loại nhạc, bộ này thì chấp cũng chiều được tất cả các bác với cái những cái gu nghe nhạc khó tính nhất. Rồi, vì là một clip test nhanh về hình thức giới thiệu tới các bác thôi, nên là em sẽ lướt qua nhanh để đi đến với những cái bản nhạc khác. Và các bác lưu ý nhá, bộ dàn Panasonic với mức giá 8,5 triệu, tính năng chơi nhạc sẽ bao gồm CD, USB, Bluetooth, đốc iPhone, AUX đó. Và các bác có thể kết nối mạng để truyền nhạc từ smartphone qua cái công nghệ DNA cho cái bộ dàn này đó. Bây giờ chúng ta đi test một bản nhạc khác nhé. Đây này, em đang chơi nhạc từ Bluetooth qua nguồn YouTube đấy các bạn, nghe tiếng cũng đã rất là hay rồi. Cho tiếng to một chút này. Thường đi đó đây buồng đen in dấu dày, lửa thủ nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật, ao đường xa không ống gió phương xa, nhìn đêm vắng nhà
mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mông mênh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo nhà binh thương lính, lính thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm phân xanh cây lá, play mê gió mưa mùa, tay ninh nắng nung người, mà trần địa thì loang máu cười, đồng tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai? Ân tình theo gót chân đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, xung tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của và người thân. Khoảng 97% mức giá là 8,5 triệu, không gian chơi nhạc là khoảng 35 mét vuông trở lại, nguồn chơi Bluetooth USB CD iPod, dock iPod ạ. Và USB này các bạn lưu ý là đọc được cả flash magnet nhé. Đó, tất cả những tính năng vừa kể trên có trên một bộ Panasonic PMX9 với mức giá là 8,5 triệu. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm, và 8,5 triệu em bán ra sẽ có kèm khiển gì các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.